Các bạn thân mến, gần đây có bài báo đưa tin có một bà lão tên Marie sống ở Anh, 104 tuổi, cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vẫn rất minh mẫn, trên môi bà luôn nở nụ cười. Người ta thường hỏi bà bí quyết sống lâu đó là gì? Và các bạn biết cụ bà trả lời sao không ạ? Bà cười và nói: "Tôi thường nói hai từ cảm ơn. Đối với sự quan tâm của gia đình, tôi nói cảm ơn. Đối với sự giúp đỡ của người lạ, tôi cũng nói cảm ơn. Đối với những cực khổ mà mình từng trải qua khi còn trẻ, tôi vẫn cảm thấy biết ơn. Bởi vì nhờ những gian khổ đó mà tôi mới có thể từng bước đi đến thành công. Đối mặt với sự thành công, tôi cũng nói cảm ơn. Đây là cảm ơn cho sự giúp đỡ của mọi người. Nếu không có mọi người, sẽ không có tôi của ngày hôm nay." Tương tự, cuốn sách của tiến sĩ Emoto người Nhật Bản có tên Thông điệp của nước. Trong cuốn sách, tác giả nói 70% cơ thể con người được cấu tạo từ nước và tuổi càng trẻ thì tỷ lệ nước càng lớn. Theo nhiều năm nghiên cứu của tác giả, nếu phân tử nước nghe những ngôn từ về tình yêu và sự biết ơn thì kết tinh của chúng chắc chắn sẽ ở trong trạng thái rất xinh đẹp. Còn khi nghe những ngôn từ tổn thương, phân tử nước không thể kết tinh, đặc biệt là những từ như tức chết, tôi sẽ giết bạn, kết tinh nước sẽ xuất hiện trạng thái như những đứa trẻ bị bắt nạt. Nếu trong lòng mang theo tình yêu và sự biết ơn, vậy thì sự sắp xếp các phân tử nước trong cơ thể chúng ta sẽ rất xinh đẹp. Một cơ thể như thế thì tất nhiên là sẽ khỏe mạnh, vui vẻ. Nếu trong lòng chúng ta luôn cảm thấy ưu phiền hoặc mang những tâm tư không tốt, thì sự sắp xếp các phân tử nước trong cơ thể chúng ta sẽ rất xấu xí và từ đó sinh ra rất nhiều loại bệnh tật. Người ta có câu sức khỏe là vô giá. Nếu một người không có cơ thể khỏe mạnh thì không thể làm được gì cả. Nếu bạn luôn mang một trái tim tràn ngập tình yêu và sự biết ơn để đối mặt với những mưa dông của cuộc đời, thì bất kể ở đâu, trong bất cứ tình huống nào, cơ thể và tinh thần của bạn đều khỏe mạnh và hạnh phúc. Chỉ khi có được những thứ này, chúng ta mới đạt được sự thành công của đời người, mới có thể tận hưởng sự thành công mà ít người có thể đạt được. Vì thế, chúng ta nên giống như bà lão 100 tuổi kia, thường xuyên nói từ cảm ơn với người khác. Đây không những là phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt, mà còn có thể giúp tinh thần con người trở nên thanh thản và sống lâu hơn. Để có được một cơ thể khỏe mạnh và sống lâu, tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn có một trái tim như thế nào. Hãy để chúng ta lưu giữ một trái tim biết ơn, bạn nhé!